ở đây đâu mà là bầu đẹp chứ chị ơi. Dạ ba đi dẹp kiếp trai. Bây giờ có anh nào chưa? Dạ chưa, có cái anh bệnh này hả? Có anh bệnh nha. Dạ. Quá đẹp. Vô kia đứng gì? Chứ còn kia kìa, ở đây chật quá. Quá đẹp rồi. Ôi chị ơi, thước tha luôn. Mặc đồ này mà đi đi chơi Tết là không rồi. Quá trời luôn. Đúng là ngay cái bụi tre đó nó mới là cảnh đẹp đó. Cái này là cái thì mà cảnh bụi tre là hợp lý luôn. Rồi ra ra bờ ruộng luôn kìa. Tới nãy rồi. Dạ. Gặp trai kiểu hết nổi rồi. Quá kìa. Là đồ này là mình đi đi diễn nè ha. Dạ đồ này là em làm MC đám cưới. Dạ rồi em hát còn một bản rồi nó thay cho làm chương trình gái 18 luôn trời. Đó chị giờ làm MC dẫn chương trình vô cái đám cưới nghe thử coi. Ừ, đúng rồi. Dạ. Tại vì có dáng nó có độ cái giờ cái coi đó. Mình nhớ gì mình nói đi. Không cần đâu. Mình tưởng tượng như đây là khán giả nè, nhóc chân hả? Đó, nguyên bàn ở đây là đủ bàn tiệc rồi đó. Mày là khách đi đám cưới. Bà xin qua chào đón hai họ, đàn gái, đàn trai và biết bà cô bác gần xa đã đến dự tiệc lễ tân hôn bữa trưa nay. Thì chủ nhà bên nhà của chúng em không biết đó nữa, xin một lời chào trân trọng nhất. Vỗ tay. Hay quá. Dạ, cho đây xin mời các cô bác, cô chú vô bà ngồi bữa tiệc để trưa nay. Rồi xong mời cô bác dùng tiệc rồi xong mỗi người đều đăng ký vào bản nhạc của mình để lên trình cho em chút sôi động hơn là quá sân khấu của em là chị rút ơi rất nhiều. Vậy là MC phải mở màn và hát rồi mới tới khách rồi hát. Vô dạ đúng rồi. Đúng rồi vô mà hát dạ để mở màn kỳ như vậy tôi sáng trưa nay thì cái liên khi chào với khán giả là chào thân thương nhất và trong đây thì cái liên phẩm tựa đề đám cưới trên đường quê xin mời khán giả cùng thưởng thức. Hay quá. Ô sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh quê hương Hồ Tình, quê hương xinh xinh quê hương Hòa Bình, đường nó quá trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chậm chờn, đàn chim non ghé vô ngồi che, khăn màu son, áo màu hồng, ơi bà con đã xem ngày cưới, trông thật hay. Chậm buồn cười, gã mà xem mất tất cả cái điểm vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu non non nhúc nhang mỹ miều, cô dâu con nhúc nhang mừng mà. Chà nhà ai có ông ghê quý, chà nhà ai có cô dâu hiền. Ô ngõ tay có con lợn quay, soi đầy mâm, cạo đầy buồn. Ơi bà con đã xem ngày cưới trông thật hay trông buồn cười cả bà xem mất tất cả cái niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi em ơi chuyện chúng mình cùng tính đi thôi rồi cô ơi. Vỗ tay vỗ tay vỗ tay. Quá hay quá hay luôn. Còn ca khúc nào nữa không chị? Dạ. Còn ca khúc nào xuất sắc nữa không? Nói chung là ca sĩ là phải biết nhiều bài rồi. Dạ em nhiều bài lắm. Rồi bây giờ là tới MC mời khách lên nè, mời sao nè? Anh sẽ chạy cái mắt về sân khấu. Dạ ra đây xin mời một người anh trai đến phẩm tự đề nhạc tự chọn của mình. Xin mời quý giả cho một anh chào một càng có tay bên nào. Một cái ba vỗ lên. Ai không vỗ một tay vậy á. Quá vui quá vui. Ta từng nói lăng múa hay nhờ tiếng pháo, người hát hay hoặc dở cũng nhờ tiếng vỗ tay. Chứ có bác tôi cầm có tay bên nào. Một cái ba vỗ lên. Dạ cảm ơn rất nhiều. Quay quay. Rồi khi mà mình đi diễn hội chợ như thế nào? Dạ hội chợ ở diễn ở chợ là xin cô bác mua chờ số của em chỉ là 10.000 đồng một cái số trên tay số luôn số mời xin cô bác cho em đổi lại để cho bác dễ dò chỉ số với em là chỉ có 5 số là trong đó 4 số có thì xíu 5 số thì đủ 3 số thì chưa thiếu xin mời cứ cô bác dò số giùm em rồi vô rồi. Số luôn kêu cờ mấy gì ra con mấy gì gà ha mấy gì ra con mấy gì ra đừng làm em nhột anh con số một mấy gì ra con mấy gì ra ha mưa gần ơi mưa gần hàng bên ai mưa kiềng miệng phải căng mưa sầu gì làm người mưa sầu gì làm người dưới kiếp nhàn phải con số hai mấy chị già con mấy chị già ha
em đi đâu về mà tóc đầy mẹ, em ngồi em chạy như vì buổi Tết mà ngồi một mình. La 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 la, con số ba gặp cho cô bác ơi, con số ba, con số ba, con số ba, mấy gì gà không mấy gì gà ha. Quê tới vui chơi rừng hỏi hàng đã nhỏ, con đường nào chẳng để một dòng sông, một dòng sông mà em đứng đường đã ngồi chẳng ráo và con đọt và câu hò đã đớn trôi xuôi. Quê mình giờ đây con cơm thưa tiền toàn suy ngược, kéo kéo vắng được. Gió đủ quảng con số bom, con số tư, con số bom, mai về gà con mai về gà. Giữa tháng năm trời lông mà lạnh giá, lạnh này không phải bằng nước đá, lạnh này không phải lạnh bài già, lạnh kia vẫn cô chưa chồng. Đêm đêm rất la lộn lại gỗ mà mình thấy lạnh lẽo làm sao. Cách đi qua ngủ với anh này ngủ nửa chừng, ngủ nửa chừng, em sợ con mũi nó đâm con số năm, con số năm, con số năm, mấy gì gà con mấy gì gà ha. Cao cao bê cửa sổ có hai người hôn nhau, đường phố ơi hãy im lặng nè, chỗ hai người hôn nhau. Con số sao, con số sao, con số sao, mấy gì gà con mấy gì gà ha. Thôi thôi chàng ơi, gãy đôi diêm cầu, gãy đôi ha diêm cầu, nàng son có biết che nát tim ta, tình đôi ta trái ngang từ đây. Con số bảy, con số bảy, con số bảy, mấy gì già con mấy gì già ha. Em nghe gì không ơi, em có kịp nó ban đầu hè. Em thấy gì không ơi, em ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Con số tám, con số tám, con số tám, mấy gì già không mấy gì già. Giờ ngày đó ta say đắm tình, lòng ấm ba kề vai, ta về ta qua găm tấm say. Ôi trái tim gặp ngày ân tình. Còn số chín, còn số chín, còn số chín, mấy gì gà con mấy gì gà ha. Biết nhau giữa độ trăng tròn, biết nhau dưới biển mà lên ôi bao tìm. Tưởng nhau thì mắm bánh buồn cao cũng đen diêm. Kia còn 10 người, còn số 10 hết rồi. Kinh, kinh rồi phải không? Dạ. Hay quá. Rồi kinh rồi. Kinh nào khán giả, kinh nào? Cả 10 số là kinh rồi. Kêu có số kinh chưa? Dạ. Nhớ khán giả kinh thì sao chạy? Số kinh là bật lần đỏ. Dạ, có người kinh này sao chạy? Dạ. Có người kinh này sao? Kinh thì chúng mới đồng quà. Đâu chị giống như có người kinh là chị sẽ tiếp theo chị làm. Dạ, nếu là cô bác nào đã có kinh coi kỹ cái số của mình, Phan hãy gọi xé xé ra để coi kỹ là cái số của mình. Dạ, nếu cô bác có chúng thì lấy cho em hai phần quà, một phần quà là đồ bột ngọt và một phần quà nữa là chai bột chai dầu ăn. Rồi xin gửi cô bác. Dầu ăn để làm hồi gì? Nãy kêu tới số 5 là kinh rồi, gán đợi tới số 10 luôn đó chứ. Dạ. Tới nãy luôn. Trời ơi, tao có cái hương thơm bất đớt. Không phải vui ha, chị vui ha. Vui, chị vui. Phải vui vậy đó. Dạ, áo dài, áo dài là hước khao. Dạ. Ở xa xa nhìn gái 18 vậy trời. Dạ. À, áo dài mà hiểu điều phụ nữ thì sao? Trời ơi, thử phụ nữ gì nè. Áo muốn gì? Anh muốn gì phụ nữ? Thế mà hỏi chạy luôn. Còn men thì sao, men thì sao? Men ổng chụp luôn, ổng chụp làm lại hai tay luôn. Đồng lên, dạ em là con gái phải không lấy nước đồng vô. Tự dữ. Ồ, tại vì hồi đó em rất ghi dắt bà lúa cho ta. Bây giờ em có bỏ ra bỏ không được. Tôi đi dắt lúa nữa ha. Dạ. Như làm mướn để kiếm tiền á. Như ai mướn thì làm nó. Dắt lúa, dắt sao? Kim đồ lúa rồi sao? Dạ, vậy nè. Ồ, mạnh quá. Dạ. Mấy chục ký, ba mấy chục ký. Mà cái ba nó một tạ lắm. Một tạ là mấy chục ký, 100 ký. 100 ký. Bởi vì chị thấy chị ginh anh cái mặt nó lên là ngờ. Dạ. Tại vì đó cái đi nghèo đó, đi làm. Giờ dắt lúa còn dắt nổi không chị?
Dạ không, bây giờ lo cho ảnh rồi, nó có làm nữa. Hồi xưa đi làm Đồng Tháp á, làm Đồng Tháp đó nó tiền lắm, có chỗ bà sợ thiên hộ quá. Đó là làm gì chị? Hồi đó giấc lúa, giấc lúa bà không biết cắt, giấc lúa mà tại vì cái đó mình ăn ngày á. Đi làm giảng hay làm ngày? Dạ làm ngày. Dạ. Ở đây em thấy cảnh đồng quê bà gió mưa lất phất lất phất thì chị có bài hát nào trùng hợp với cảnh này không? À, con hát con không nhớ tại là không có gì. Cho bà về miền Tây đi. Đó không có tuột. Còn mấy chị nhìn xuống sông rồi chị gọi đò đi. Nhìn xuống sông rồi chị gọi đò mấy em đi. Em gọi đò mà em phải kiểu cấp. À. Đò ơi. Ôi, đò ơi. À, kiểu vậy đó, tao mới sốc rồi mới chạy vô. Cái này là chạy đò, cái này là chạy đò. Dạ. Gọi lại mở hướng này hả chị? Hướng máy, máy quay nè. Hướng lúa, hướng lúa. Lúa là gọi lúa. À, gọi lúa mới chọn biết rồi. Chị đi xuống đó cảnh mới đẹp đó. Xuống máy nè. Bước được không? Không. Nói cái ở đây á, tại vậy cái lúc buồn á, không nhờ có mấy anh đợi rồi nói chuyện chơi gì cũng đỡ buồn á, chứ ở đây không có nói chuyện ai á. Em thấy eo chị đẹp quá, chị có bí quyết gì chia sẻ cho mấy anh em dưỡng eo thôi. Em có chọn vậy đó, chứ em không có sửa sợ, không có trang điểm gì như là kiểu không phải như người ta. Vậy đó, hồi xưa đời vậy vậy đó. Trời xanh xa để vậy đó. Chị ngồi xuống gì làm hơn bà ơi, chị ngồi xuống quay mặt qua bên đây nè. Em đâu biết làm hơn đâu, em bị chắc. Lạnh không? Mưa à? Dạ không, tại vì bữa nay thời tiết á. Cái này là mưa phùn. Dạ. Mưa tết á. Dạ. Hát bài mưa đi. Hát gì mưa chưa? Chị mới mưa đi. Đi đi hát đám cưới không hả? Dạ. Đầu tiên hát đám cưới rồi xong mới tay ra bận đầm. Bận đầm ha? Dạ, tại bận đầm rồi lên lên nhảy với người ta rồi chơi cho vui sân khấu. Đó mình kiếm tiền mà. Dạ. Ừ. Tuy là ví dụ mình cũng có mệt. Rồi đi là chồng chở đi không hả? Dạ, có khi đám cưới em chịu chở, em đâu biết chạy xe đâu. Không chạy xe ha? Dạ không. Rồi tâm mệt ở đâu mình đi đó phải không? Dạ, người ta cho điện thoại, người ta cho địa chỉ, rồi có gì cái em kêu ảnh chở đi. Mà anh chở đi rồi cũng tình nghiệp ảnh nha. Em được vô cho em còn ăn uống, còn ảnh thì gần ngoài quán nó nằm giỏng. Mà hát xong mới chở em về. Thì chị vô nhà hàng thường á, chị được lệnh con tôm ra cho ảnh. Không, tùy lắm. Tại vì sợ một ví dụ ta từ nó một cái ăn tồi tàn, ta nói gì đến đây mà ăn rồi đem vậy, em không vậy mà mốt chị nói là bây giờ gọi show tôi là phải gọi chồng tôi luôn. Dạ. Thì, bây giờ chị hôm ngày chưa có ca bài quê hương, nhạc quê hương nè, bây giờ đang đứng ở trên cái đồng lúa, chị ca bài quê hương đi. Bây giờ nó đi vô đó, chị vô đó. Thôi vô, mấy anh ơi, mưa rồi. Mưa rồi. Vô. Hàng mưa ra, mưa kiên miệng. Phải cầm mưa sầu gì lòng người, mưa sầu gì trên người. Vô tiếp. Số 2. Số 2. Đúng rồi, ngày đó chị. Hát hết nổi thì sổ luôn vô cho nhanh. Sổ luôn. Dạ. Này đi diễn ở kia mất mưa không chị? Dạ có. Mà bởi là em đi có trời không? Dạ không, tại vì em có đem hao cả mưa. Dạ, rồi cái em kem thắng son theo, có gì mình dậm lại. Rồi mưa rồi anh chị vô, lên cho trời rồi. Không để chạy em ngồi đi, chạy em cắt lắm. Không luôn. Chạy em cắt lắm. Nên đợi lại mấy anh, cắt lắm. Rồi em có sửa rồi, chơi rồi, cái việc rồi, không có sập đâu. Rồi chị vô đâu chị? Dạ. Chị vô nhà hay vậy? Vô nhà đi. Vô nhà đi. Tại vì phía sau em dân mùng gì nè, tại vì sợ mũi nó vô. Một kế bên vợ kìa, anh vợ hôm nay quá trời đẹp rồi kìa. Không dạ, ngon vợ. Lộng lẫy quá. Anh rồi kế em nè, anh. Kìa, em bằng nha kìa. Con gái kìa kiểu vậy cắt chớp đó. Cắt là bỏ chạy luôn á. Ngồi thì mị vậy hả? Sáng 60 mấy tuổi mà sáng tuyệt vời lắm. Chồng thấy người mẫu. Không, con gái thì mị thì ta ngồi về nè. Còn em là con gái không phải thì mị. Ở vậy sao? Chồng chị tối lên sân khấu đẹp trai vậy chứ. Nhìn dạ. Ăn sân khấu ra ha. Dạ, mà ảnh vậy chứ đâu ai biết ảnh bị gì đâu.
nhưng mà lột cái nón ra có tóc đâu thấy đâu. Hồi tối ông chải tóc qua bên che lại mà. Che lại. Mệt lắm. Em mệt. Nói vậy cái tỏ đâu được đâu. Có phải. Đi lại ngồi kế giả này chạy xong ngồi với mé. Nó đây ngồi nè anh. Ừ. Mệt. Mệt nó lên chổng nó nằm luôn. Mệt linh ngồi nằm. Không, không, anh mệt, anh ngồi vậy đó, anh ngồi cho khỏe, chứ anh không có nằm được. Anh hay mệt vậy đó. Rồi, giờ tối rồi chị, cái ổ của chị đây ha. Dạ, em ngủ đây, em ngủ ngoài. Rồi có gì là kéo cửa sổ vào kêu vô ha. Không, từ nào mà, khi nào mà em biết ý là anh ho là anh ói, à. Làm biết là anh sắp sửa giật, là em kêu vô nhà. Giật ha. Dạ, như là nó báo hiệu cho biết á, ảnh ho cái bà nội, ảnh ho cái đàm á, ảnh ho liên tục là biết sắp chữa bị giật á, dạ, đầu làm cho nặng chanh, còn không có chanh thì có xả, cho nhộng xả. Người chị dẫn sao? Chị dẫn sao? Dạ. Dẫn chanh, dẫn sao? Như là chanh mình cắt cho biết thì nặng vô dài giọt hà chứ. Dẫn cắt thì dẫn sao? Dẫn dữ không? Dạ không, dẫn vô nặng nhẹ thôi, chứ nhiều quá sợ ảnh đang thở đó, không kịp, có người nặng nhiều quá rồi ảnh thở nó đi luôn á, rồi mình biết nặng ít thôi. Ừ. Mà mỗi lần anh giật là phải đỡ anh lên mà nào mấy một lát hả cho nằm xuống nhiều quá thì buồn cái gì có buồn không thì hồi xưa là đi siết là mình làm siết bên gì chị dạ đi đám cưới rồi mình kiếm tiền thêm á rồi siết múa đèn hả rồi siết ăn than rồi siết múa lửa rồi siết múa chén vậy đó mà giờ lâu quá rồi con không có siết lại tại vì có đi đám cưới đó rồi giờ ít lắm. Như giờ là có chén là chị múa được không? Dạ được. Được có múa lửa không? Dạ có. Mà chú múa lửa là chỉ múa lửa là lửa lốt tay cưng thôi chứ không có phun lửa. Phun lửa là quặn cháy chứ thấu với cháy nhà ta. Cái đó nguy hiểm lắm. Tại hay diễn trong nhà ha. Dạ. Tại vì đám cưới là mình cứ gạt đó mình siết thì mình làm kiểu đó mà nó nguy hiểm tại vì có dây điện rồi. Nó nguy hiểm. Nên không có phun lửa, chỉ là siết là đốt tay thôi. Nhà chị có mấy chén, người cái mấy chén nó đèn.